con hai vần mới hôm nay chúng ta học đó là vần if và vần up. Các con hãy quan sát cho cô nào. À, cô giới thiệu với các con đây là vần if. Vần if gồm có âm y đứng trước, âm b đứng sau. Cô đánh vần y b if if. Vậy để có tiếng nhịp thì cô cần thêm âm gì? À, để có tiếng nhịp cô cần thêm âm nhờ vần if và dấu nặng. Cô đánh vần nhờ if nhiếp nặng nhịp nhịp. Các con hãy cho cô biết đây là ai nha các con. À, đây là bác Hồ. Bác Hồ của chúng ta đang làm gì đó? À, bác đang bắt nhịp cho đàn ca. Vậy cô có tự bắt nhịp. Các con cùng cô đọc lại nha. Y bờ íp nhờ íp nhíp nặng nhịp bắt nhịp. Bạn nào có thể cho cô biết bức tranh này là gì đây con? À, đây là hình của một búp sen. Và cô có tự búp sen. Vậy bạn nào có thể cho cô biết nè, trong cái từ búp sen này tiếng nào mà con đã học rồi? À, các con đã trả lời chính xác rồi đó. Đó là tiếng sen. Vậy tiếng nào chúng ta chưa học? À, các con đã trả lời đúng rồi. Đó là tiếng búp. Vậy thế trong tiếng búp này âm nào các con đã học rồi? Âm bờ chúng ta đã học rồi. Và cô giới thiệu với các con hôm nay chúng ta làm quen với vần thứ hai, đó là vần up. Các con lưu ý cách đánh vần của cô như sau. U bờ up. Bờ up búp sắc búp. Búp sen. Các con luyện đọc với cô nào. U bờ up. Bờ up búp sắc búp. Búp sen. Cô mời các con đọc lại cả bài nào. À, cô thấy các con đọc rất là tốt. Cô có lời ngợi khen các con. Vậy chúng ta đã biết được hai vần hôm nay chúng ta học rồi. Đó là vần if và vần up. Sau khi các con đã đọc được vần và từ khóa thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về từ ứng dụng của bài hôm nay nha. Cô giới thiệu với các con từ ứng dụng đầu tiên, đó là từ nhân dịp. Thế bạn nào có cho cô biết nè, trong cái từ nhân dịp này tiếng nào mà anh Vịnh hôm nay chúng ta học? Các con đã trả lời chính xác rồi, đó là tiếng dịp. Từ tiếp theo là bạn nào đọc thầm giúp cô nào? À, cô thấy bạn đọc rất là tốt ha. Cô đọc cho các con nghe. Đuổi kịp. Vậy thế trong từ đuổi kịp tiếng nào mà anh Quỳnh hôm nay chúng ta học? Đó là tiếng kịp. Cô phân tích tiếng kịp. Tiếng kịp gồm có âm ca đứng trước, vần íp đứng sau, thanh nặng. Đó là từ chụp đèn. Thế các con biết chụp đèn là gì không? Các con hãy quan sát bức tranh sau đây. Đây là cái đèn ngủ đúng không các con? Và đây bộ phận này chính là chụp đèn. Vậy thế trong từ chụp đèn tiếng nào mà anh Vịnh hôm nay chúng ta học? À, đó là tiếng chụp. Cô phân tích tiếng chụp. Tiếng chụp gồm có âm chờ đứng trước, vần ấp đấm đứng sau, thanh nặng. Và từ tiếp theo cô muốn giới thiệu với các con, đây là từ giúp đỡ. Các con hãy quan sát cho cô nào. À, các con thấy đây là người già neo đơn nè các con. Và đây là bạn nhỏ này, là một đứa trẻ khuyết tật ha. Đây là những người mà các con cần phải quan tâm nè, cần phải giúp đỡ những bạn đó. Bởi vì như vậy thì chúng ta mới có thể có cái sự chia sẻ và đồng cảm với các bạn. Các con đã nhớ chưa nào? Bây giờ chúng ta cùng nhau luyện đọc lại cả bài nha.
y bờ íp nhờ íp nhiếp nặng nhiệt bắc nhiệt. Chúng ta có thể đọc trơn úp búp búp sen nhân dịp đuổi kịp chụp bèn sức đỡ. Cô có một bức tranh sau đây, các con hãy quan sát tranh và cho cô biết trong tranh vẽ gì nào. Cô thấy các con trả lời khá là chính xác rồi. Trong bức tranh này có cây dừa nè, đúng không nào? Và ngoài ra còn có đàn cò trắng đang bay ở trên bầu trời. Vậy cô có một bài ứng dụng minh họa cho bức tranh này. Cô đọc các con lắng nghe nhé. Tiếng dừa làm dịu nắng trưa, gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo. Trời trong đầy tiếng rì rào, đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra. Bây giờ các con hãy dành cho mình một phút đọc thầm đoạn thơ ứng dụng nào. Thấy cả lớp chúng ta rất là tập trung đọc thầm bài ứng dụng này. Vậy bạn nào có thể cho cô biết nè, trong bài ứng dụng con vừa đọc, tiếng nào mang vần hôm nay các con học? Các con đã trả lời chính xác rồi đó. Đó là tiếng nhịp. Cô mời một bạn đọc lại cho cô nào. Các con lưu ý cho cô, đối với đoạn thơ ứng dụng này, khi các con đọc sau mỗi dòng thơ, các con phải hát hơi cho cô. Dòng thứ nhất, dòng thứ hai và dòng thứ ba, các con sẽ hát hơi cho cô. Và dòng thơ cuối cùng thì các con phải nghỉ hơi. Các con đã nhớ chưa nào? Các con hãy tự luyện đọc cho mình ở nhà nhé. Các con đã luyện đọc xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện viết của bài hôm nay nha. Bài viết của ngày hôm nay của chúng ta là gồm có hai vần, đó là vần íp và vần úp, và hai từ, đó là từ bắt nhịp và từ úp sen. Cô sẽ hướng dẫn cho các con viết chữ ghi vần íp. Các con chú ý nhìn lên bảng cho cô nào. Cô đặt bút ở đường ly 1, cô viết con chữ y. Nói liền, cô viết con chữ bờ. Điểm kết thúc tại đường ly số 1. Cô nhấc bút viết dấu chấm trên con chữ y. Cô có chữ ghi vần íp. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn cho con viết chữ ghi vần úp. Các con chú ý cho cô. Đầu tiên cô đặt bút ở đường ly số 1, cô viết con chữ u. Nói liền cô viết con chữ bờ. Điểm kết thúc tại đường ly 1, cô có chữ ghi vần úp. Tiếp theo là chúng ta sẽ viết từ bắt nhịp. Các con chú ý cho cô nào. Đầu tiên cô đặt bút ở đường ly 1, cô viết chữ bắt. Khoảng cách một con chữ O dưới đường kẻ hai, cô viết chữ nhờ. Nói liền, cô viết chữ ghi vần íp. Điểm kết thúc tại đường ly 1, cô nhấc bút viết dấu chấm trên con chữ Y và viết dấu chấm dưới chữ Y. Cô có từ bắt nhịp. Cô sẽ hướng dẫn cho các con viết chữ búp sen. Các
các con chú ý cho cô nào. Cô cũng đặt bút ở đường đi một, cô viết chữ bờ. Nói liền, cô viết chữ ghi vần úp. Điểm dừng bút tại đường đi một, cô nhấc bút viết dấu sắc trên con chữ U. Khoảng cách một con chữ O, cô viết chữ sen. Điểm dừng bút ở đường đi số 1, cô có chữ sen. Cô vừa hướng dẫn cho các con viết xong bài viết của ngày hôm nay. Các con nhớ viết cho thật là sạch đẹp nhé. À, cô thấy các bạn viết chữ rất là đẹp nè. Cô có lời lại khen các bạn. Vậy cô có một bức tranh muốn cho các bạn xem. Các bạn chú ý quan sát tranh của cô nha. À, bây giờ các con hãy quan sát tranh cho cô. Và cho cô biết là trong bức tranh này các bạn nhỏ đang làm gì. Thấy các bạn trả lời khá là chính xác rồi. À, bạn gái thì đang cho gà ăn nè. Còn bạn trai thì đang quét sân ha. Và đây là tranh ở dưới quê của mình. Các bạn nhỏ trong bức tranh đã biết làm rất là nhiều việc để giúp đỡ cha mẹ, ông bà của mình. Vậy thế còn các con thì sao? Các con đã biết giúp đỡ ba mẹ của mình chưa nào? À, vậy hôm nay chủ đề điện nói của chúng ta là giúp đỡ cha mẹ. Trong câu giúp đỡ cha mẹ thì chúng ta có từ giúp man vịt úp hôm nay chúng ta học. Vậy bây giờ các con hãy nói cho anh chị mình nghe những việc mà các con đã giúp đỡ cha mẹ của mình ở nhà được không nào? Sau khi các con đã luyện đọc rồi, luyện viết và luyện nói rồi, vậy cô có một cái bài tập dành cho các con để ôn lại kiến thức của bài học hôm nay nha. Các con quan sát cho cô phía bài tập của ngày hôm nay nào. Bài tập hôm nay chúng ta sẽ có 3 câu. Câu thứ nhất là bài tập nói. Nhiệm vụ của các con là hãy đọc tự, học đọc thật kỹ các cụm từ và nói thành câu có nghĩa. Bài tập số 2 là các con sẽ điền vần íp và vần úp. Ở dưới mỗi tranh là sẽ có một từ minh họa cho bức tranh. Nhiệm vụ của các con là lựa chọn vần cho chính xác và điền vào trong từ để tạo thành từ có nghĩa. Các con đã hiểu yêu cầu bài tập số 1 và số 2 chưa nào? Sang bài tập số 3 là các con sẽ luyện viết cho cô vần íp, vần úp, bắt nhịp và búp sen. Các con chú ý là viết cho đúng độ cao, độ rộng của con chữ. Ngoài ra các con, bạn nào giỏi có thể viết được nét thanh, nét đậm. Các con sau khi làm bài tập xong nhờ bố mẹ kiểm tra lại cho bài tập của mình nha. Rồi sau đó các con nhớ là gửi cho cô xem để xem các con đã làm bài tốt hay không và cô sẽ đánh giá cho các con. Các con đã nhớ chưa nào? À, tiết học của ngày hôm nay chúng ta đã kết thúc rồi. Cô hy vọng rằng các con sẽ hoàn thành được phiếu bài tập và gửi cho cô xem nhé. À, cô chúc các con có một ngày thật là vui. Tạm biệt các con.